Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn trở lại channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua mạng mới, đó chính là Giáng sinh. Ok. Thì trong khi mình nghỉ quay là mình đã chơi rất là nhiều cái màn. Màn khó mình cũng được vượt qua rồi. Ok, thì hôm nay mình sẽ thử màn 18. Thì màn này mình nghe nói là nó có boss. Mình là boss. Thì thử nhé. Ok. Wow, đeo phải là gì rồi? Nhẹ thôi. Wow, ê. Úi giời ơi. Vãi. Đập nó, đập nó. Mùi em lớn. Rain. Chính đầu rồi. Cho bắn mạnh lắm, mình không phải là boss đâu, mình chỉ là xe cao cấp thôi. Cũng tôi nói là xe cùi. Quay bùm. Bắn đi vãi, vậy cũng thua luôn. Đừng nói Assassin đen mà có mưa thiên thạch nha, mình ghét đó lắm. Lẹ chưa kịp Assassin đen đó. Một em đó thôi. Yeah. Ok. Mình là ông già Noel. Ông già Noel. Mày. Đi nào. Quay. Xe Giáng sinh. Giáng sinh. Giáng sinh. Vãi. Yeah. Ông già Noel cùi bắp. Mình mới là ông già Noel mạnh. Chỉ sinh này là sẽ là của mình. Mày sao bữa. Quê. Mày. Yes. Yeah, rồi xe mạnh, ngon. Ok, đây là màn cuối. Và các bạn,